Xin kính chào các anh chị trong YouTube hội viên. Thì đây là clip dành cho các anh chị YouTube hội viên sẽ được AZFIN cung cấp đầu tiên khoảng độ tối thiểu là một tuần. Sau đó thì một tuần hoặc thậm chí hơn thì AZFIN mới public ra bên ngoài những cái nội dung như thế này. Thì cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau, đó là ngân hàng nhà nước nới room và tác động đến thị trường chứng khoán như thế nào. Thì để đánh giá được tác động của việc nới room đến thị trường chứng khoán như nào thì bước đầu thì chúng ta sẽ vào cái thông tin ngân hàng nhà nước nới room tín dụng lần 2 cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Thì vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố nới room lần 2 trong năm 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Thực tế thì bản chất cái này nó cũng không hẳn là nới room mà là cấp room lần thứ 2. Do là ngân hàng nhà nước thì những năm gần đây đã có chính sách thường một năm họ có 3 lần cấp room tín dụng cho các ngân hàng để nhằm kiểm soát cái tín dụng từng quý một để tránh cái việc là room tín dụng nó ra một cách ào ạt quá, từ đó mất kiểm soát, đúng không ạ? Thì cái việc này nó cũng rất quan trọng đối với các cái ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng, đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế nói chung. Thì room tín dụng của các ngân hàng toàn hệ thống năm 2023 sau cái lần thứ hai cấp room này thì được đưa ra đó là 14%, thì nó tương đương với mức năm 2022. Tiếp theo đó là cái vấn đề thực trạng tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 như thế nào và 6 tháng còn lại cuối năm 2023 ra sao. Thì tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 3,36% so với cuối năm 2022. Thì mức này rất thấp nếu so với mức khoảng hơn 9% của gần 6 tháng đầu năm 2022. Thì điều này cho thấy là cái mức tăng trưởng tín dụng này đang rất thấp. Và cái mức tăng trưởng tín dụng này thấp thì dựa trên hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất đó là kinh tế thế giới khó khăn, đơn hàng trong nước ít, thế thành ra ít cơ hội để có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, vì thế cho nên người ta không vay. Bên cạnh đó, đó chính là cái sự phòng thủ sau những cái biến cố về bắt giữ các cái đối tượng vào cuối năm 2022, từ đó khiến cho các đại gia cũng có phần chùn chân trong cái việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này có thể thấy thông qua cái việc đầu tư tư nhân của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là rất thấp. Rất thấp, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai khiến cho tín dụng toàn hệ thống tăng chậm đó là cái vấn đề liên quan đến gọi là lãi suất cho vay ra vẫn rất cao. Nó gần như là chưa giảm đáng kể so với cuối năm 2022. Thì cái mức cho vay đối với các cái doanh nghiệp cá nhân thì đâu đó nó phổ biến từ mức khoảng độ 11 đến 14, thậm chí 15%. Thì đây là một cái mức rất cao. Mức này thậm chí gọi là một mức gọi là cắt cổ, đúng không ạ? Cơ hội thì ít mà lãi thì cao như vậy. Thì do đó rằng là rất ít các cái doanh nghiệp tốt, chất lượng họ chịu vay với lãi suất cao như thế. Ngược lại thì những cái doanh nghiệp này mong muốn khát vốn thì lãi nào họ cũng vay, thì những cái doanh nghiệp ấy lại không đủ tiêu chuẩn. Thì do đó là tăng trưởng tín dụng là rất thấp. Thì thấp ở đây là có cái dấu hiệu là tiêu cực. Đầu tiên là tiêu cực, cho thấy rằng là cái lượng tiền về cơ bản là không ra được thị trường, nền kinh tế không hấp thụ được. Nhưng nó cũng có một cái phần tích cực, đó là về cơ bản là các cái khoản cho vay đã có chọn lọc hơn, không phải là cho vay bừa nữa. Bởi vậy cho nên nợ xấu kỳ vọng rằng trong giai đoạn 2023 này vẫn cao, nhưng mà nó sẽ không tăng quá nhiều và các ngân hàng vẫn sẽ kiểm soát tương đối tốt cái nợ xấu này. Tuy nhiên thì tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tức là chỉ sau nửa tháng đối với 15 tháng 6, thì tín dụng toàn hệ thống đã tăng 4,73% so với cuối năm 2022, đạt 12,4 triệu tỷ đồng. Như vậy là chỉ trong vòng có 15 ngày cuối tháng 6 mà tín dụng đã tăng tới 1,37%, cao gấp 4 lần so với trung bình trước đó. Điều này cho thấy rằng là những cái dấu hiệu về lãi suất giảm cũng như những cái tín hiệu tích cực về kinh tế đã có phần thôi thúc kích thích tăng trưởng tín dụng tốt trong cuối tháng 6 năm 2023. Đúng không ạ? Và nếu mà so với 6 tháng đầu năm 2023 so với đầu năm 2022 thì lên gần 10%, thì tăng trưởng thấp như đã nói. Dựa trên những cái yếu tố trên thì chúng tôi cho rằng cái room tín dụng còn cho 6 tháng cuối năm là rất lớn, là tới hơn 9% cơ. Bởi do 6 tháng đầu năm mới tăng được hơn 4%, còn hơn 9%. Ngoài ra thì cái tốc độ tăng trưởng room tín dụng, tăng trưởng tín dụng đang ngày càng nhanh và ngày càng mạnh, minh chứng qua cái 15 ngày cuối cùng của 6
tháng 6 2023 tăng tới 1,37%. Do đó, trong 6 tháng cuối năm, cái cơ hội tăng trưởng tín dụng là rất mạnh mẽ và rất lớn. Đúng không ạ? Đó, vậy thì cái việc cấp zoom mới tín dụng này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán? Như chúng tôi vừa trao đổi, rõ ràng rằng là cái việc tăng trưởng tín dụng đang trở lại rất nhanh và kỳ vọng sẽ rất mạnh vào quý 3 và quý 4 năm 2023. Từ đó, nó đầu tiên là thể hiện cái chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và của Chính phủ nói chung. Và các doanh nghiệp dĩ nhiên sẽ phục hồi kết quả kinh doanh nhanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn thì chúng tôi dự báo quý 3 có thể bắt đầu tăng trở lại và quý 4 sẽ tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Và thứ hai là đồng thời cái cung tiền sẽ rất dồi dào do zoom tín dụng còn tới hơn 9%. Từ đó thì nó sẽ chảy vào nền kinh tế nói chung. Thì khi nó chảy vào nền kinh tế, chảy vào sản xuất kinh doanh thì sẽ có một phần chảy vào các cái tài sản đầu tư, ví dụ như là chứng khoán, bất động sản. Từ đó các cái kênh như chứng khoán sẽ được hưởng lợi và bất động sản cũng sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên thì do cái quy luật thị trường chứng khoán thường nhạy hơn, nhanh hơn, thế thành ra là dòng tiền nó sẽ thường có ưu tiên vào thị trường chứng khoán trước. Sau khi thị trường chứng khoán tăng được một đoạn, đi được một quãng đường thì lúc đó bất động sản bắt đầu nhận được cái dòng tiền chuyển dịch từ chứng khoán cũng như từ nền kinh tế vào. Thì đấy là cái quy trình cũng như là cái giai đoạn của cái dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư. Thứ yếu tố thứ ba đó là lãi suất đang có dấu hiệu giảm. Bởi Zfin dự báo cuối năm hay cuối quý 3 2023 sẽ giảm mạnh, giúp tăng trưởng tín dụng nhanh và mạnh từ cái quý 3 năm 2023. Từ đó hỗ trợ toàn diện cho thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế phát triển. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là ngành nào sẽ được hưởng lợi trong cái việc nới room tín dụng hay là cấp room tín dụng lần thứ hai này? Thì đầu tiên đó là chính là ngành ngân hàng, ngành trực diện nhất. Thì tín dụng tăng sẽ giúp kết quả kinh doanh của các ngân hàng tăng mạnh cuối năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng rằng quý 4 2023 lợi nhuận của các ngân hàng thậm chí tăng khoảng độ 30, thậm chí 40 và thậm chí hơn so với cùng kỳ năm 2022, tạo lên cái kết quả kinh doanh năm 2023 dự báo vẫn tích cực với ngành băng, tức là với cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2023 có thể trên 10%. Tiếp theo là cái kinh tế phục hồi có thể giảm nợ xấu, tức là khi tiền bơm ra kích thích các doanh nghiệp làm ăn trở lại tốt hơn thì nợ xấu tự nhiên nó giảm đi. Cũng giống như cái giai đoạn 2016, 17, 18 khi kinh tế trở lại thì nợ xấu của các ngân hàng cũng sẽ giảm đi do có nhiều khoản xấu trở lại bình thường, đúng không ạ? Có nhiều doanh nghiệp bị tắc thì bây giờ được khơi thông. Từ đó thì giảm các cái chi phí dự phòng nợ xấu từ năm 2024 cho các ngân hàng. Và tiếp theo, các ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng cao sẽ được hưởng lợi nhất trong cái nhóm ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tăng trưởng tín dụng đấy chính là cái cốt lõi của mọi vấn đề. Ví dụ khi tăng trưởng tín dụng cao thì họ mới tiếp xúc được nhiều khách hàng, từ đó mới bán được thêm các nhiều sản phẩm gia tăng khác, bên cạnh cái việc thu từ cái việc cho vay cũng đã tăng trưởng tốt rồi, đúng không ạ? Thế thành ra cái zoom tín dụng này rất quan trọng đối với các ngân hàng. Vậy thì ngân hàng nào sẽ được tăng trưởng tín dụng nhiều nhất? Thì AZFIN đưa ra dự báo, tất nhiên là trong thời gian tới thì sẽ ngân hàng nhà nước hay là các bên nó sẽ công bố một cách rầm rộ và đầy đủ. Đó là các ngân hàng nào tăng trưởng được bao nhiêu. Hiện nay chưa có, thì AZFIN dự báo rằng là các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém sẽ được tăng trưởng tín dụng rất cao. Ví dụ như MB, VP và HD Bank. Vietcombank thì cũng tham gia tái cơ cấu, nhưng mà Vietcombank quy mô quá lớn rồi, thành ra họ cũng vẫn sẽ được tăng trưởng cao, nhưng mà cũng sẽ không quá cao như là MB, VP, HD. Thứ hai nữa đó là các cái ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao sẽ được cấp tăng trưởng tín dụng nhiều. Ở đây ví dụ như Techcombank, ACB, OCB và MSB sẽ được cấp tăng trưởng tín dụng cao trong cái đợt này, đợt 2 này. Và AZFIN cũng dự báo rằng có khả năng, có xác suất là ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục có thể có thêm một đợt nới tăng cấp thêm zoom tín dụng cho một số các cái ngân hàng hoạt động tốt vào cuối năm 2023 nếu cần thiết. Nếu cần thiết thì chúng tôi cho rằng có thể xác suất cao là còn một đợt nữa, đúng không ạ? Tiếp theo, ngành nào được hưởng lợi thứ hai đó là chúng tôi đánh giá cao về ngành chứng khoán. Thì ngành chứng khoán thì cung tiền và tín dụng tăng thì giúp thị trường chứng khoán thanh khoản cao. Thì thanh khoản cao thì thu từ môi giới và cho vay margin tăng. Thì từ đó các cái công ty chứng khoán như là MBS, VND, SI
là những cái công ty tập trung chủ yếu vào cái dịch vụ khách hàng, cho vay margin cá nhân rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi là thị phần cũng tương đối lớn, thì nó sẽ có cái sự tăng trưởng về cái kết quả kinh doanh tích cực. Tiếp theo, cái chỉ số chứng khoán thì cũng được dự báo là sẽ tăng, đúng không ạ? Trong 6 tháng đầu năm thì tăng hơn 11%. Thì cái việc tăng này thì nó sẽ giúp cho các công ty chứng khoán có tự doanh tốt, có thể có hiệu quả cao hơn. Ví dụ như là FPTS thì có khoản tự doanh ở Mai Sông Hồng, hay SHS thì có khá nhiều các cái khoản tự doanh. Tuy vậy thì cái độ rủi ro của SHS thì nó lại cao hơn một chút, đúng không ạ? Tiếp theo là khi thị trường chứng khoán trở lại ấy, thì rõ ràng các cái công ty chứng khoán có các cái câu chuyện, đặc biệt là tăng vốn, thì nó sẽ tích cực hơn. Ví dụ như này, giá cổ phiếu đang là 30 đi, PB bằng khoảng 2 lần đi, người ta lại phát hành với giá 10.000 thì tự nhiên nó kéo cái PB của doanh nghiệp đi xuống. Nó vô hình chung nó làm cho cái cổ phiếu chứng khoán có thể hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu cơ, thì đúng, đúng không ạ? Thì các cái công ty chứng khoán nhỏ, cái câu chuyện tăng vốn thì có thể có kết quả tích cực và có thể có hiệu quả. Ví dụ như ORS, EVS, BMS, AS, thì ORS thì có kế hoạch là dự kiến là tăng 1:1 là 10.000 hoặc là phát hành cái riêng lẻ, nhưng chúng tôi thiên về cái việc đó là phát hành cho hiện hữu là 1:1 là 10.000, thì khi đó nó sẽ khá tích cực. EVS thì có cái câu chuyện là phát hành cổ phiếu cổ tức và thưởng là lên đến 60%. BMS thì cũng chia cổ phiếu thưởng và có câu chuyện phát hành riêng lẻ với giá 10, thì từ đó nó sẽ tích cực hơn. Về AS thì cũng vừa mới chốt quyền. Thực tế thì chúng ta cũng đã cùng nhau nhận định cái tham khảo cách đây khoảng độ hơn một tháng. Thì khi đó AS là 12 chưa chia, và AZFIN cũng đã làm một cái clip cho YouTube hội viên chúng ta, đúng không ạ? Thì đến nay thì giá nó cũng lợi nhuận của các nhà đầu tư đâu đó khoảng 50% rồi. Thì tất nhiên cái việc là kỳ vọng AS có thể tăng mạnh trong ngắn hạn là nó cũng rất khó, bởi vì nó đã tăng rất cao và cái lượng hàng về, cái áp lực trong tương lai bán cũng sẽ rất nhiều. Tuy vậy, nếu mà nhìn một cái tầm nhìn dài hơn, hoặc là giá cổ phiếu này có sự điều chỉnh chẳng hạn, thì vẫn có thể là một cái cơ hội, đúng không ạ? Thì đây chính là các cái cổ phiếu chứng khoán mà về cơ bản có được hưởng lợi, đúng không ạ? Tiếp theo là vấn đề là ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng, chúng tôi cũng đánh giá sẽ là một cái ngành được hưởng lợi lớn trong cuối năm 2023 sau cái những cái thông tin liên quan đến tăng trưởng tín dụng nói riêng và cái sự tích cực của nền kinh tế. Thì cái niềm tin tiêu dùng thì đã tăng trở lại khi kinh tế ổn định hơn. Cuối năm 2022 và đầu 2023 thì đa phần người dân rất hoang mang với cái triển vọng tương lai của họ. Nhiều người lo sợ việc mất việc, nhiều người bảo không biết có việc làm hay không, dẫn đến là họ cho rằng trong tương lai thu nhập có thể bấp bênh. Bởi vậy họ có cái tâm thế gọi là phòng thủ rất lớn. Thì khi có cái tâm thế phòng thủ như thế thì cái việc chi tiêu cho tiêu dùng, đặc biệt là các cái hàng hóa mà xa xỉ một chút, thì nó bị giảm rất là mạnh. Từ đó khiến cho các cái doanh nghiệp bán lẻ về cơ bản là gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2023. Từ đó khiến cho cổ phiếu các công ty bán lẻ này thì cũng là những cái nhóm ngành mà kém tích cực, tương đối kém tích cực. Tuy nhiên thì khi kinh tế ổn định trở lại thì niềm tin tiêu dùng tốt hơn, người ta tin tưởng chắc vào một tương lai của mình hơn, thì từ đó dần dần người ta sẽ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, thì lĩnh vực bán lẻ sẽ được hưởng lợi. Ngoài ra thì cái việc giảm thuế VAT 2% từ mùng 1 tháng 7 đối với đa phần các mặt hàng cũng sẽ giúp kích thích tiêu dùng tốt hơn. Tôi lấy ví dụ cái điện thoại bây giờ 20 triệu chẳng hạn, thì nếu mà giảm 2% VAT thì về cơ bản nó giảm giá đâu đó khoảng gần 400.000, cũng tương đối đáng kể và kích thích tiêu dùng tốt. Rồi tiếp theo là các cổ phiếu bán lẻ thì vẫn chưa hồi phục nhiều, do đó là nó có dư địa để tăng trưởng trở lại, đúng không ạ? Và các cái cổ phiếu mà quý vị có thể tham khảo, ví dụ như PNG, Thế giới di động, FRT, Mộc Châu Milk, thì PNG đại diện cho cái lĩnh vực gọi là vàng bạc trang sức, thì thực sự doanh nghiệp này giá vẫn đang ở cái vùng đáy đâu đó, vùng đáy chưa có sự phục hồi, đúng không ạ? Thì khi mà dĩ nhiên là lĩnh vực bán lẻ trang sức là hàng xa xỉ nó sẽ trở lại sau, nhưng mà nó cũng sẽ có cái sự trở lại là tương đối mạnh nếu mà kinh tế chúng ta ổn định trở lại. Thì PNG rồi tiếp theo Thế giới di động thì cũng đã có những cái điểm sáng sau những khó khăn của quý 1, quý 2 bằng chiến lược cạnh tranh giá. Thì hiện nay cũng khá nhiều đối thủ thì cũng phải bỏ cuộc chơi. Thì dĩ nhiên cái lợi nhuận của Thế giới di động nó chưa thể trở lại một sớm một chiều, nhưng mà cái thị phần của nó được kỳ vọng vẫn sẽ tăng. Ngoài ra Bách Hóa Xanh thì nó vẫn đang tiến triển khá ổn định. Tất nhiên là cái việc có lãi hay không thì cần phải chờ thêm thời gian, đúng không ạ? Tiếp theo FRT thì nổi tiếng với cái chuỗi dược phẩm Long Châu, về cơ bản đã tìm được công thức thành công và có lợi nhuận. Thì cái Long Châu
thì sẽ là cái key chính đánh giá liên quan đến FRT. Nhưng lưu ý một chút là FRT cũng tăng trưởng khá mạnh, và trong cái báo cáo chiến lược năm 2023 của AZFIN thì FRT cũng đã đánh giá chốt lời và chốt lời được hơn 30% rồi. Đó, thì tuy nhiên thì nếu một tầm nhìn xa hơn thì nó vẫn tương đối tích cực. Với tiếp theo cái hàng tiêu dùng nữa thì chúng tôi đánh giá là đó là Mộc Châu Milk. Thì Mộc Châu Milk là một cái doanh nghiệp sữa hiếm hoi còn có thể tăng trưởng trong cái lĩnh vực sữa này. Thì khi nó vẫn còn tăng trưởng trong khi định giá nó khá thấp, với PE đâu đó chỉ khoảng 11 lần, thì cổ tức nó lại tương đối cao. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp đáng quan tâm. Ngoài ra thì có những cái doanh nghiệp bán lẻ, lẻ khác, ví dụ như là doanh nghiệp Hàng Xanh nhỉ, thì bán ô tô Mercedes, thì cái doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi nếu mà kinh tế trở lại mạnh mẽ thì nó sẽ trở lại sau. Thì nó cũng tương tự với PNG, đó là những cái mặt hàng tương đối xa xỉ, đúng không ạ? Thì đấy là câu chuyện anh chị có thể tham khảo. Tiếp theo về các cái yếu tố thuận lợi khác để hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Thứ nhất đó là lạm phát thấp 2% so với cùng kỳ, tức là tháng 6 2023 so với cùng kỳ 2022. Thì điều này tạo điều thuận lợi cho cái việc nới lỏng tiền tệ sẽ dễ thực hiện hơn. Như những lần khó khăn trước thì lạm phát chúng ta toàn 20%, 15%, thì do đó là không thể nới lỏng. Thì lần này lạm phát chỉ 2% thì cái chính sách nới lỏng sẽ dễ hơn dàng thực hiện hơn, và kinh tế sẽ có được cái sự kích thích tốt hơn. Thứ hai là nợ công trên GDP hiện nay chỉ ở mức 40%, thấp, và lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 10 năm chỉ dưới 3%. Từ đó là còn nhiều dư địa để chính phủ có thể vay thêm để đầu tư công mạnh mà cái lãi suất rất thấp. Tôi lấy ví dụ như này, nợ công của chúng ta hiện khoảng 160 tỷ đô. Nếu mà như trước đây chúng ta phát hành trái phiếu thì lợi suất thường 7 đến 12% cơ. Thì như vậy là chúng ta mất khoảng độ 10 tỷ rưỡi đến thậm chí 19 tỷ đô la tiền lãi trả mỗi năm, đúng không? Nhưng mà hiện nay cái lợi suất trái phiếu chính phủ dưới 3%, thì như vậy là chúng ta chỉ mất khoảng chưa đến 5 tỷ đô la một năm cái lãi trả thôi. Thì rõ ràng riêng cái việc đó thôi đã tiết kiệm cho chính phủ khoảng độ 5 đến 10 tỷ đô la cái tiền lãi trả hàng năm rồi. Thì riêng cái khoản đó, ví dụ như là chúng ta lấy giữa đi 7 tỷ rưỡi thì nó tương đương 180.000 tỷ đồng. Cái khoản đó mà bỏ vào đầu tư công thì phải nói là cực kỳ mạnh mẽ, đúng không? Tăng đầu tư công thêm mấy chục phần trăm nữa rất tốt, đúng không? Thì đấy là những cái mà tích cực của chúng ta. Ngoài ra thì cái nợ công trên GDP có 40% thôi, thì là một mức gọi là tương đối thấp ở trên thế giới. Từ đó thì có dư địa tăng lên 50% thì cũng rất là ổn, đúng không ạ? Nếu cần thiết. Tiếp theo, nhiều người cũng cho rằng là ngân sách thì đầy đấy nhưng có giải ngân được đâu. Thì cái tình hình giải ngân thì chúng tôi cập nhật như này thì đã rất tích cực vào tháng 6 2023 khi đạt tới 65.000 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 8% tổng kế hoạch, gấp 2 lần trung bình các tháng trước đó. Thì các tháng trước đó thì giải ngân đầu tư công đâu đó chỉ khoảng độ 4 đến 4,5% tổng vốn đầu tư công, nhưng mà riêng tháng 6 được hơn 8%. Thì các cái công trình trọng điểm thì giải ngân tốt và khởi công tốt, ví dụ như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 4 Hà Nội, sân bay Long Thành và các tuyến đường cao tốc Bắc Nam đang khởi công hết sức tấp nập. Từ đó giúp cái kỳ vọng của chúng ta là cuối năm sẽ giải ngân đầu tư công mạnh, và chúng tôi cũng hy vọng rằng cái giải ngân đầu tư công sẽ đạt khoảng hơn 90% so với cái kế hoạch đưa ra. Thì trong 6 tháng đầu năm tổng là khoảng 30,4%. Như vậy để đạt được 90% thì trong 6 tháng cuối năm phải gấp đôi 6 tháng đầu năm. Thì cái chuyện này nó không đơn giản. Tuy nhiên thì cái mùa giải ngân đầu tư công thường là vào quý 3, quý 4 hàng năm. Thì do đó là cái cơ hội để hoàn thành trên 90% là vẫn gọi là sáng. Từ đó thì nó sẽ giúp phần kích thích cái tăng trưởng nền kinh tế của chúng ta, lan tỏa kinh tế của chúng ta tốt và thuận lợi cho thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tiếp theo thì chúng ta cũng cần phải đề cập đến các cái tồn tại và rủi ro của thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế như nào. Thì thứ nhất là chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang hết sức phức tạp khi mà Mỹ và phương Tây vẫn tiếp tục nhúng tay vào để hỗ trợ Ukraine. Và dĩ nhiên Nga thì họ cũng không chịu chùn bước rồi. Thì do đó là chiến tranh nó sẽ phức tạp hơn, có thể ảnh hưởng ít nhiều nếu mà nó xảy ra kinh khủng nữa. Thứ hai là kinh tế thế giới vẫn còn yếu. Theo World Bank dự báo thì nền kinh tế thế giới thì sẽ bớt yếu hơn so với những dự báo trước đây, nhưng mà nó vẫn yếu. Từ đó thì cái nhu cầu về hàng hóa vân vân của thế giới nó cũng sẽ tăng trưởng chậm. Và Việt Nam là một cái nước xuất khẩu, nhập khẩu gấp đôi là so với GDP, do đó chúng ta phụ thuộc, hay nói khác là có độ mở kinh tế rất cao. Từ đó thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, phục hồi sẽ không được quá nhanh, đúng không ạ? Thứ ba nữa là tình hình trái phiếu đáo hạn
tháng 6 đến tháng 9 năm 2023 là những cái giai đoạn đáo hạn nhiều nhất, và nó cũng sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán cũng như đến nền kinh tế. Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, cái thông tin liên quan đến Trung Nam thì đã không thể đã tức là đến hạn đáo hạn trái phiếu nhưng mà không thanh toán được đúng thời hạn, thì cũng đã gây ra cái sóng gió không ít trên thị trường chứng khoán. Cụ thể là gây ra cái sóng gió cho cái cổ phiếu VND không hề đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ tư, rủi ro thứ tư đó là bất động sản. Thì về cơ bản gần đây có dấu hiệu là phục hồi trở lại ở mảng chung cư là khá là mạnh. Tuy nhiên thì chung cư cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn tổng chung là bất động sản thì vẫn còn khó khăn do cái thu nhập của người dân chưa ổn định, thì do đó cái nhu cầu mua sắm bất động sản người ta vẫn còn yếu, lãi suất vay vẫn còn rất cao, thì do đó bất động sản sẽ vẫn còn khó khăn nhiều. Từ đó thì nó cũng sẽ tác động đến nền kinh tế của chúng ta khá nhiều. Bởi vì theo thống kê hay đánh giá GDP của Việt Nam, về cơ bản đánh giá cái bất động sản thì nó cũng không tác động quá lớn, nhưng thực tế ở ngoài thực tế thì nó tác động rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như này, khi mà mua bán bất động sản thì thường người ta khai cái giá thụt đi rất nhiều so với giá thực tế. Điều đó cũng đã làm giảm đi cái con số tính là GDP vân vân rồi, đúng không ạ? Thế thành ra thực tế là GDP chúng ta công bố đầu năm 2023 này vẫn tăng trưởng ở gần 4%. Tuy vậy thì nếu mà xét về cái GDP thực ấy, tức là ý nói là tính cả gộp bất động sản, thì rõ ràng nó thậm chí nó còn suy giảm khá mạnh cơ. Cũng giống như ngày trước khi giá bất động sản sôi động ấy, thì GDP thực tế nó cao hơn nhiều so với con số khoảng hơn 6% cơ, phải đến 10% cơ. Thì hiện nay cũng vậy, đúng không ạ? Thì rõ ràng cái bất động sản nó có một cái tác động rất lớn là như vậy. Thì trên đây là tôi đã trình bày về cái việc ngân hàng nhà nước đã gọi là cấp room tín dụng lần thứ hai cho các ngân hàng, và đánh giá cái tác động của nó đến thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế. Bên cạnh đó là đưa ra các cái ngành có thể hưởng lợi cũng như là các cái cơ hội thuận lợi và những cái rủi ro để anh chị trong YouTube hội viên có thể tham khảo và đưa ra các cái quyết định cho mình. Thì lưu ý với các anh chị thì cái nội dung clip này thì các anh chị trong YouTube hội viên sẽ được xem trước tối thiểu là một tuần, sau đó Investfin có thể công bố những cái clip này ra bên ngoài để cho đông đảo các nhà đầu tư khác có thể tham khảo. Và xin chúc các anh chị có những cái kiến thức hữu ích trong quá trình ra quyết định đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.